À, xin chào tất cả các bạn. À, tôi là Ngô Hồng, tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang công tác tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2. Tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Và hiện tại Hồng đang tham gia một cái khóa học rất là tuyệt vời của nhà báo Thanh Hải và nhà báo Bạch Hải. Và ngày hôm nay Hồng muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề vô cùng là thú vị, và chủ đề được cái mang tên ba cách để xây dựng thái độ chiến thắng. À, như vậy chúng ta đều biết là bất kỳ một cái vấn đề nào thì luôn luôn được bắt đầu bằng tư duy, đúng không ạ? Tư duy, như vậy tư duy là quan trọng để có một cái nền tảng cho một cái sự thành công của mình. Và khi chúng ta có được một cái tư duy đúng đắn thì chúng ta sẽ xác định được thái độ đúng đắn và dẫn đến thành công. Như vậy thái độ ở đây là gì? Mà chúng ta vẫn thường hay nói thái độ là tất cả. Như vậy, thái độ ở đây thì nó bao gồm những cái yếu tố nào để làm nên thái độ? Và có một cái câu nói mà Hồng luôn luôn rất là tâm đắc, đó là cuộc sống không phải là về những điều mà xảy ra đối với bạn, mà là nó là cái cách mà bạn phản ứng lại với điều đó như thế nào. Như vậy đằng sau cái phản ứng đó, đằng sau cái phản ứng đó chính là thái độ. Như vậy thái độ ở đây chính xác là cái gì? Và nó được hình thành ra bằng những cái yếu tố nào? Thì ở đây chúng Hồng xin được chia sẻ. Như vậy thái độ ở đây chúng ta gồm có ba cái yếu tố để hình thành nên thái độ. Đầu tiên mà chúng ta quan tâm đó là nhân cách. Như vậy nhân cách ở đây chính là cái việc sự thúc đẩy cái nhu cầu cảm xúc của mỗi cá nhân. Tức là khi mà chúng ta phải đặt các câu hỏi là khi mỗi sáng mà chúng ta thức dậy, mỗi sáng chúng ta thức dậy thì cái điều gì mà nó thúc đẩy bạn để đi làm, thúc đẩy bạn làm một cái việc nào đó mỗi buổi sáng, đó chính là cái nhu cầu cảm xúc của mình. Như vậy cái nhu cầu cảm xúc của mình dựa trên cái thang Maslow, nó có 6 cấp độ các bạn, 6 cấp độ. Như cấp độ đầu tiên đó là mức độ sinh tồn. Như vậy ai cũng mong muốn mình được giàu có và đặt cái mục tiêu là có thu nhập, đúng không? Sau cái cấp độ sinh tồn đó là cái cấp độ về an toàn. Và khi mà chúng ta đã có tiền, có ăn, có mặc rồi thì chúng ta muốn có nhà, muốn có xe, đúng không? Cấp độ về an toàn. Và trên cái cấp độ an toàn đó là cái cấp độ về tình yêu. Và một cái câu mà thầy Kembe cũng hay nói mà Hồng rất là tâm đắc, đó là no money, no money, không có tiền thì không có tình, đúng không? Như vậy ba cái cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 tương ứng với mức sinh tồn, an toàn, tình yêu. Đây ba cấp độ này nó thể hiện mức chúng ta có nhu cầu này về tiền. Về tiền. Như vậy khi ba cái cấp độ 1, 2, 3 này chúng ta thỏa mãn, chúng ta đáp ứng được rồi thì chúng ta lên một cái cấp độ thứ tư, đó là sự công nhận. Sự công nhận. Và chúng ta muốn được vinh danh, chúng ta muốn được công nhận những cái thành quả của mình và công nhận cái sức mạnh của mình để chúng ta tạo được cái những hệ giá trị quan trọng cho chính bản thân. Và khi ở cấp độ chúng ta sự công nhận sự về sức mạnh của mình rồi thì chúng ta lên một cái mức cao nhất, đó là cái mức về khẳng định bản thân. Nếu mà làm những cái thứ gì mà mình thích và đi làm từ thiện. Và có một cái câu nói mà mình luôn luôn ghi nhớ, đó là những người thành công nhất là những người khiêm tốn nhất. Đúng không? Như vậy thành công trong một đời sống nó phải thực tế và nó phản ánh được những cái thành công của chính bản thân cá nhân của mình, và nó thể hiện ở rõ ở cái vấn đề là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp, một startup. Thì một cái startup luôn luôn bắt đầu từ cái nhu cầu đầu tiên, nhu cầu thấp nhất, đó là nhu cầu sinh tồn. Và họ phải duy trì với cái chi phí làm sao để mình trang trải cái chi phí cố định khi mà mình làm startup. Như vậy một cái điều mà lưu ý là đừng để cái tôi nó giết chết bạn. Như vậy trong 6 cấp độ thì ba cấp độ đầu tiên, cấp độ sinh tồn, cấp độ an toàn, tình yêu, nó thể hiện chúng ta có nhu cầu về tiền. Và ba cấp độ còn lại đó là sự công nhận, sức mạnh, khẳng định bản thân, nó thể hiện cái tôi. Như vậy đừng để cái tôi nó giết chết bạn, cái tôi các bạn nói giết chết bạn. Đó là cái yếu tố đầu tiên mà Hồng muốn chia sẻ, đó là về nhân cách. Như vậy yếu tố thứ hai sau nhân cách đó là tính cách. Đó là tính cách. Như vậy tính cách ở đây được hình thành từ cái hệ thống giá trị. Hệ thống giá trị. Như vậy hệ thống giá trị đó là những cái mà chúng ta được sinh ra và đến bây giờ nó hình thành nên tính cách của mình, là từ cái giáo dục của gia đình, từ cái giáo dục của gia đình, từ cái tôn giáo và từ cái môi trường xung quanh mình, thì nó tạo nên cái tính cách của con người. Và đây là những cái mà
quá khứ, trong quá khứ mà chúng ta không thể nào chúng ta thay đổi được. Như vậy bên cạnh cái hệ thống giá trị, những cái điểm giá trị, thì chúng ta còn một cái điểm thứ hai, đó là cái niềm tin. Như vậy niềm tin về tương lai, niềm tin cứ liên kết với sự đam mê của mình và tạo được cái năng lượng, tạo ra được cái năng lượng. Và khi đây là một cái yếu tố mà chúng ta có thể thay đổi được, thay đổi được. Và bản thân mỗi người chúng ta phải biết là chúng ta có niềm tin vào bản thân mình hay không. Chúng ta có niềm tin vào chính cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng hay không. Và chúng ta có niềm tin vào ban lãnh đạo, sếp của mình, công ty của mình đang làm hay không. Đó là thể hiện cái niềm tin của chúng ta, cái gọi niềm tin vào cái yếu tố. Thứ nhất là chính bản thân cá nhân của người, niềm tin vào sản phẩm mình đang sử dụng, niềm tin vào ban lãnh đạo, ban giám đốc công ty, nghe mà chúng ta đang bỏ. Như vậy có một lời khuyên là chúng ta hãy đừng phàn nàn, chúng ta hãy tự tin lên và chúng ta hãy làm việc chăm chỉ lên. Và cái cách mà chúng ta để quản lý cái thời gian, cơ hội để chúng ta thành công, đó là chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho các leader, các leader đang hỗ trợ anh chị. Thứ hai là những thời gian cho khách hàng, những khách hàng chắc chắn chốt, những khách hàng ấm, khách hàng nóng, khách hàng lạnh. Và chúng ta hãy kết bạn và làm việc với những người mà luôn luôn chăm chỉ. Và chúng ta hãy tiếp cận với những cái thứ mà nó làm cho giàu cái hệ giá trị của mình. Thì đó là cái cách mà chúng ta tăng cái niềm tin của mỗi bản thân. Và càng nhận và luôn luôn gieo vào chúng ta một cái niềm tin, một cái tư duy là càng nhận được những câu trả lời không, thì nhiều cái cơ hội càng đến, đang đến gần của chúng ta. Như vậy đó là yếu tố thứ hai mà Hồng muốn nói với các anh chị, đó là yếu tố về tính cách. Và yếu tố thứ ba nó hình thành nên thái độ của mỗi con người, đó chính là mục tiêu của cá nhân. Như vậy ai sinh ra chúng ta đều cần phải hướng tới cái mục tiêu, mà mục tiêu nó xuất phát từ cái tầm nhìn của mình, tầm nhìn, cái định hướng. Và chúng ta xác định được mục tiêu cá nhân của mình cần phải làm gì để đạt được cái ước mơ. Như vậy nếu chúng ta không có một cái hướng đi, chúng ta không có một mục tiêu, thì chúng ta sẽ không có được cái sự thành công. Và tại sao, câu hỏi đặt ra như vậy, tại sao chúng ta phải bán hàng? Vì chỉ có bán hàng thì chúng ta còn được dẫn đến thành công. Và ai chưa có thành công mà không, chưa có ai thành công mà không quan tâm đến tiền, đúng không ạ? Như vậy trước mắt là chúng ta hãy làm từ thiện trước cho bản thân mình và cho gia đình mình. Và người thành công nhất thì luôn luôn bận rộn nhất, và luôn luôn họ biết xác định cái mục tiêu của mình và xác định những cái việc ưu tiên quan trọng nhất để dành thời gian cho nó. Như vậy tóm lại, với cái thái độ thì chúng ta sẽ hình thành những ba yếu tố: nhân cách, tính cách và mục tiêu cá nhân. Như vậy câu hỏi được đặt ra, ba cái yếu tố này nó sẽ hình thành cái động lực bên trong cho mình. Như vậy câu hỏi đặt ra, như vậy chúng ta đang ở mức nào, chúng ta đang ở cấp nào trong 6 cấp độ của cái tháp nhu cầu? Và như vậy từ chúng ta xác định được chúng ta đang ở cái cấp, mức độ nào, cái cấp độ nào trong cái 6 cái cấp độ trong tháp nhu cầu, thì chúng ta mới xác định được là cái mục tiêu cá nhân của mình cần phải làm cái gì. Từ cái mục tiêu cá nhân của mình thì mình phải đặt cho mình một cái niềm tin, tôi sẽ tự tin vào chính bản thân mình, tôi tự tin vào sản phẩm, tôi tự tin, tôi có niềm tin vào với cái công ty và ban giám đốc lãnh đạo công ty đang làm. Chính cái niềm tin đó thì nó sẽ dẫn dắt và chúng ta đạt được cái mục tiêu, và đây chính là những yếu tố để tạo nên động lực bên trong của chúng ta. Và một lần nữa Hồng xin chúc mừng tất cả các anh chị đã tham gia cái khóa 21 ngày cùng Canh Bay, vì các anh chị đã xác định được cái định hướng, cái mục tiêu cho mình rất là rõ ràng, và chúng ta sẽ hướng tới cái con đường mà chúng ta làm sao đó làm đúng, làm những cái việc đúng, thực sự đúng đắn để chúng ta dẫn đến thành công. Đó là cái phần chia sẻ của Hồng ngày hôm nay về ba cách để chúng ta xây dựng một cái thái độ chiến thắng. Như vậy cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video, và các bạn đừng quên đăng ký vào cái kênh, nhấn nút đăng ký ngay kênh Ngô Hồng HVCT. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.